Alo Huyền à, tình hình là cô phải giúp anh ngay vụ này không là chết dở bây giờ ấy này. Sao thế? Vợ anh là chị gái cô ấy bây giờ đi công tác mấy ngày trời vứt lại cho anh thằng cu với cả một đống thứ trong bếp. Bây giờ thằng con anh đang gào khóc ở trên gác mà anh không biết là phải phải làm thế nào, không biết phải nấu cái gì cho nó. Anh nghĩ chắc là nó đói rồi. Thế bây giờ nha, hình như là chị cô có bảo là cô quay clip dạy nấu cháo trên mạng đúng không? Vâng, đúng Bây rồi. giờ cô biết món nào mà đơn giản một chút, tại vì anh cũng không không giỏi bếp núc đâu, thì Rồi. cô biết món nào mà nó đơn giản một chút ấy thì cô hướng dẫn Vâng. ngay cho anh Vâng để ạ. anh nấu cho, không thằng cu này nó đói nó khóc quá trời luôn. Nhưng mà anh đã có nồi cháo, nồi nấu cháo BB cooker Nồi BB cooker à? là Vâng, là anh tìm là nồi gì, xem cái nồi nấu cháo cho bé Hàn Quốc ấy, anh tìm xem có không? có phải là cái nồi mà trên bếp mà có... Ê, đúng rồi, trên bếp mà có chữ BB cooker này, có mấy cái Vâng. nút đúng không? Vâng, đúng rồi, À vâng, đúng rồi, đấy. ok. Anh tìm xem trong tủ lạnh có nguyên liệu gì rồi. Đây nha, để anh một chút anh mở tủ lạnh đã. Đây, trong tủ lạnh nhà anh đang có rau này, có thịt mọc này. Có nấm hương chưa? Nấm hương à? Vâng, anh tìm kỹ xem. Có em ơi, có một ít, may quá còn một ít. Thế với cô định nấu, bảo anh nấu món gì đây? May quá, bây giờ em đang định giới thiệu anh một món cháo, đó chính là cháo mọc heo với nấm hương. Mọc heo nấm hương á. Vâng. Món đấy thì bổ không? Hay là chỉ ăn gọi là cầm hơi? Ôi, món đấy bổ lắm. Mọc heo thì có rất là nhiều chất dinh dưỡng này, vitamin như là vitamin nhóm B này, B1, B2, B6, B12. Nó rất là tốt cho sức khỏe. Ngoài ra thì anh phải cho bé ăn thường xuyên ấy. Thịt nạc thì còn có thể giúp cho bé giảm ho và chữa trị táo bón nữa đấy. Em nghĩ là anh nên cho bé ăn từ 3 đến 4 bữa một tuần. Còn Thôi thôi thôi, có bây giờ 3 4 bữa 1 tuần nhưng mà trước mắt lo bữa bây giờ đã đúng không? Thế Vâng. bây giờ là chế biến như nào? Bây giờ là bây giờ là có phải rửa không? Nấm hương có phải rửa không? Có chứ, bây giờ anh sơ chế qua nhá. Anh mua mọc heo này, chuẩn bị cho em ít mọc heo, sau đó anh ngâm một ít gia vị, sau đó anh trần qua nước tầm khoảng 3 phút. Mọc heo bây giờ là anh cứ bấu nó ra thành từng kiểu đốt ngón tay như vợ anh hay nấu với cả canh rau ngót thì đúng không? Vâng, đúng Ừ, rồi, rồi sau rồi đấy anh đây, trần bây giờ anh qua 3 trần phút và qua. nhớ là giữ nước trần cho em nhá. Giữ nước trần á, Vâng. để làm gì? Bởi vì chúng ta còn sử dụng nước trần đấy trong quá trình nấu cháo nên là giữ nguyên cái nước đấy, bởi vì nó À, sẽ làm cho cháo của mình ngọt hơn. được rồi, ok Rồi tiếp rồi. theo là nấm hương. Nấm hương, Nấm hương thì anh mua về rửa sạch, sau đó ngâm trong nước muối loãng khoảng 15 phút. 15 phút thôi ạ. Vâng, 15 phút thôi. Ngoài ra thì anh chuẩn bị cho em khoảng 50 g gạo gạo tẻ này. Ngoài ra thì có một ít gia vị nữa như là mì chính, bột canh hoặc là nước mắm để À, thêm lại còn vào cho cần cả bé. cần phải mấy đấy đúng không? À, chắc là kiểu cho đỡ đỡ nhạt đi đúng không? Vâng, đúng rồi. Ừ, rồi rồi, đấy, Bây nguyên liệu giờ anh sắp hết ra đây rồi này, bây giờ chi tiết như nào đây cô? Vâng, bây giờ thì anh cho nước và gạo vào nồi trước nhá. Trong cái giai đoạn này thì bé nhà mình ăn loãng cho nên là anh cho em 1/2 cốc gạo đi. 1/2 cốc gạo, Vâng, và cốc 6 cốc cốc như nước là như đầy. như là cái bơ nhà anh hay mẹ vợ anh hay đong gạo ấy á. Vâng, đúng rồi, cái cốc đấy. Nhưng có sợ nhiều, anh thấy cái nồi này nó bé tí, có sợ nhiều quá không? Hay là Không, anh không cho nhiều giúp đi đâu. nhá. Không, không nhiều đâu, phải áp dụng đúng tỷ lệ đấy đấy. Thế à? Bởi vì là trong thời gian này thì bé nhà mình ăn loãng lắm. Vâng. À, thôi được, bây giờ anh lấy cái cốc nhỏ hơn anh đong được, cốc cốc nước đấy chắc là được nhỉ, chứ cả cái bơ này thì có khi là đấy là anh ăn cùng luôn chứ chả phải mỗi chả phải nó. À đúng rồi, anh lấy cho em một nửa cái cốc bé bé. Ừ rồi, ở đây có cái cốc nhựa bé 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 đây rồi. Rồi, sau đấy anh có nhớ cái nước trần mọc heo không? Nước trần mọc heo à, đây đây đúng rồi. Đúng rồi, Ừ. mình sẽ cho 6 cốc nước đấy. Đấy, anh xuyết thì múc nước lã vào. Anh cho xong chưa? Xong rồi đây. Rồi, bây giờ thì anh sẽ cho mọc heo này, nấm hương này vào nồi. Thêm một Ok. ít gia vị đi. Gia vị à? Nước Cho như mắm, nào thì tinh vừa. anh. Cho một ít thì Cho vừa phải thôi. anh cứ lấy một nửa thìa nhá, anh cứ cho một nửa thìa Không, vào nhá. nửa thìa thì nhiều quá, anh cho một ít thôi. Thế à? Ở Ừ. nhớ tí thừa nhạt quá Ừ, thì mình cho thêm. thì anh cho thêm sau. Vâng, đúng rồi ạ. Sau đấy anh ấn nút. Anh có nhìn thấy trên nồi không? Trên Trên nồi nồi. BB cooker có 3 nút điều Rồi đây chỉnh có đấy. ba cái high này, low này, với cả keep warm đúng không? Anh biết nó sử dụng như thế nào không? Ui rồi, còn tiền thứ nào quan tâm đâu em. Rồi Thế bây bây giờ giờ anh bật nút nút gì nào? anh bật nút 2 nhá. Bật nút 2. Vâng, anh chú ý là nồi cháo thì của chúng ta sẽ chín trong vòng 2 giờ đấy. 2 tiếng à? Thế Còn nút nếu nút nút mà nút nút lâu thì là trong bao nhiêu lâu, có nhanh hơn không? nút lâu thì là 4 tiếng, anh Ủa? còn muốn đi đâu thì đi, xong rồi quay trở lại thì nồi Ủa? cháo chín rồi. 4 4 tiếng thì Vâng.
con anh chất đói. Thế thì 2 tiếng thôi nhá. Keep warm này là như nào em? À, keep warm này quan trọng lắm. Bây giờ anh cho bé ăn này. Sau đấy tầm khoảng bữa chiều này, anh sau khi cho bé ăn xong bữa sáng thì anh ở lúc keep warm. Rồi. Thì toàn bộ chất dinh dưỡng cũng như là hương vị nó giữ nguyên như ban đầu ấy. À, nó là cái kiểu ủ nhiệt đúng không? Vâng, ủ nhiệt. Ôi thế thì hay quá. Thế thì sáng mai anh đi làm cái nấu béo nồi xong rồi chiều về con anh ăn, thế là ngày 2 bữa chuẩn luôn. Đúng rồi, rất là đơn giản và rất là hữu ích. Chứng tỏ là cũng không mất thời gian lắm nhỉ, ngồi đấy tiện nó phết đấy chứ. Vâng, thế này thì chưa? Rồi, thế này thì anh cũng thành đầu bếp được. Thế cảm ơn cô nhá, có gì tí nữa thành quả nào thì anh điện lại anh thông báo cho cô. Vâng, có gì thông báo cho em nhá. Okay. Bye bye anh. Ok, cảm ơn. Alo anh à? Ừ, anh đây, gọi điện để cảm ơn cô. Trời ơi, món cháo của cô ngon quá trời luôn. Thế bé nhà mình ăn hết không? Rồi, không phải hỏi. Nó ăn xong như nó còn đòi ăn nữa đây này. Thế à? Ừ. Thế anh thấy cháo thế nào? À, thứ nhất nhá là nấu rất là hay. Cái này anh chỉ, đấy nữa như cô bảo đấy, anh cắm điện bật nút ra cho anh lại làm việc như bình thường luôn mà không phải trông chiếc gì. Thế lúc sau anh ra múc thì lúc mà mình mở nắp ra mùi hương rất là thơm và bốc lên, anh còn muốn ăn nữa. Bây giờ đấy, vừa ăn cơm xong giờ đã đói rồi. Thế à? Thế thì phải cảm ơn em đấy. Rồi. Quá chuẩn luôn. Thế anh, thế bây giờ cô thích tôi cảm ơn cái gì đây? Hay là đợt tới vợ anh đợi vợ anh về xong rồi vợ chồng anh mang con gà sang rủ cô làm bữa liên hoan nhá. Vâng, ok luôn. À, nhưng mà anh bảo này, hôm nay nấu cho thằng cu nhà anh nó ăn món này rồi ấy, thế thì ngày mai anh muốn thay đổi khẩu vị một chút ấy, kiểu cho anh cho tôm hay cho gà cho bò vào được không? Có. À. Anh có thể sử dụng kết hợp với các loại rau như là sông ngót này hay là bí đỏ chẳng hạn, cũng rất là ngon. Hoặc là anh mà muốn thay đổi khẩu vị nhiều thì anh có thể lên YouTube ấy để tìm cái nồi nấu cháo Hàn Quốc ấy, thì sẽ ra rất là nhiều những cái chương trình mà em dẫn đấy. À, cái đấy mấy cái clip của cô đúng không? Vâng, đúng rồi. Đây trong tủ anh thấy vợ anh mua sắm tôm này. Cái mai có khi là bố ăn tôm rán thì con ăn cháo tôm cho tiện. Vâng. Nấu tôm vẫn được chứ em? Vâng, được ạ. À, ok, cảm ơn em nhá. Có gì hôm tới vợ anh về rồi vợ chồng anh qua chơi. Vâng ạ, em chào anh. Cảm ơn em, chào em.